Đến với một câu chuyện cảm động trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đã 3 năm nay, bất kể trời mưa hay trời nắng, bà Nguyễn Thị Mai ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngày ngày đạp xe đưa con út đến trường, rồi sau đó cùng với đứa con gái lớn bị bệnh tật đi nhặt ve chai để mưu sinh. Hành trình mỗi ngày của bà lên tới 50 km, nhưng bà Mai cho biết là dù khó khăn vất vả đến đâu thì bà vẫn quyết tâm để con mình có được cơ hội học hành cho tử tế. 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Mai cùng hai con đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến hành trình quen thuộc từ quận 2 sang quận 3 của mình. Hành trình ấy bắt đầu bằng việc đạp xe gần 2 giờ đồng hồ để tới trường Tình Thương Ánh Sáng, nơi mà đứa con út Quỳnh Giao đang theo học. Sau đó, bà Mai lại vội vã đưa Ái My, cô con gái lớn tuy đã 12 tuổi nhưng nhận thức chẳng khác nào một đứa bé mới lên 3, sang một góc vỉa hè bên đường vừa ngồi đợi. Bữa sáng muộn của hai mẹ con diễn ra giữa dòng xe vội vã. Mong cho Quỳnh Giao học được thành tài để nó sau này nó đỡ bớt khổ được bản thân của nó. Bao nhiêu cực khổ cũng trôi qua hết. Thấy con mình nó biết chữ là mừng lắm. Quỳnh Giao ngoan và học rất giỏi. Có lẽ đây chính là nguồn động lực lớn thôi thúc bà Mai ngày ngày đưa em đến trường. Thương hoàn cảnh đó, chủ một quán cơm ở gần trường cũng đã đóng góp mỗi ngày một hộp cơm để khích lệ hai mẹ con. Mỗi ngày một hộp cơm tuy không đáng là bao nhưng mà nó cũng góp một phần nào đó cho chị cũng như có sức lực để có thể lo cho con mỗi ngày trong việc ăn học hoặc là có sức khỏe để chở con mình tới trường mỗi ngày vậy đó. Quỳnh Giao tan học chừng 12 giờ trưa, ba mẹ con lại tiếp tục rong ruổi khắp các con phố tìm lượm ve chai. Đây là cách tạo thu nhập chính của mẹ con bà suốt 12 năm qua. Trải qua quãng đường gần 50 cây số, mãi đến chiều tối, ba mẹ con mới về tới căn phòng trọ nhỏ của mình. Ở tuổi 53, hành trình của bà Mai là cả một sự cố gắng phi thường. Dạ, con chỉ nghĩ là mẹ vất vả trong con ăn học, trong cho con ăn với cho con ngủ, dễ con hút hơn mẹ. Nhiều khi cũng buồn lắm nhưng mà nghĩ tính hai đứa nhỏ là thương nó quá, đâm ra không cần cao sang gì nữa, chỉ muốn là cho hai đứa nhỏ mạnh khỏe và mình mạnh khỏe mình nuôi hai đứa thôi. Mỗi ngày là một hành trình dài, kèm theo đó là vô vàn những lo toan, vất vả. Nhưng vì tương lai con, người mẹ già vẫn âm thầm vượt qua bằng tất cả những gì mình đang có, dù cho phải chịu bao thiệt thòi.